Chúng ta tiếp tục câu chuyện với anh chàng Daryl Brook, 37 tuổi, người của thành phố Milwaukee, của tiểu bang Wisconsin. Bị bắt về cái tội gì? Bị bắt về cái tội hôm 21 tháng 11 vừa rồi. Tiểu bang Wisconsin có cuộc diễn hành mùa Giáng sinh. Trong cái lúc bàn đám đông đang diễn hành thì có một tên lái xe đâm vào đám đông. Đó là tên Daryl Brook, làm cho 5 người chết, trong đó 4 người phụ nữ và 1 người nam, tuổi từ 25 đến 81 tuổi. Và làm thêm 48 người bị thương, 20-30 người đã phải đưa vào bệnh viện, trong đó có 11 người lớn và 18 trẻ em. Và tên này trốn thoát nhưng mà đã bị đình chỉ bót. Ngày ra tòa sẽ là vài tuần nữa. Và có thể tên này sẽ tù 20 đến 30 năm. Và có thể bị giết. Là vì vấn đề án tử giết 5 người. Ông thống đốc của tiểu bang Wisconsin là ông Tony Evers đã ra lệnh phải treo cờ rũ toàn tiểu bang để tưởng niệm những người quá cố. Quý vị thấy cái chuyện nó loạn ở nước Mỹ. Mấy năm nay nó êm rồi. Thời Donald Trump tốt đẹp, bọn Black Lives Matter không dám lạng quạng nữa, lẻ tẻ. Nhưng mà kể từ cái ngày mấy thằng cán ngố tòa Bạch Cung này nó lên cầm quyền đến bây giờ, ô loạn, lung tung beng. Cách đây vài ngày, quý vị nhớ ở trên thành phố Walnut, ở trên gần San Francisco, 80 tên da đen, nó đeo mặt nạ, trong đó vừa da đen vừa Mexico. Nó đi vào, nó dùng xà beng, nó đánh đập bể kính, đập bể cửa của cái tiệm Nordstrom, là một cái nơi bán hàng hóa loại sang. Nó đùa nhau ra, nó chất hàng trên 25 chiếc xe rồi nó đi. Cảnh sát không làm gì, mọi người đều im. Bởi vì cái đời sống của Mỹ bây giờ nó như thế. Cho nên tôi nói cái này ra để các ông bà Việt Nam mà có tiệm chịu khó về canh chừng, sẽ bị cướp. Bởi vì Hoa Kỳ bây giờ là cái đất của tụi cướp. Bằng chứng là quý vị thấy nó mở biên giới cho cái bọn MS-13 vào Hoa Kỳ. Trong đó có hiếp dâm, trong đó có giết người, trong đó có cướp của. Mà nó hay ở cái chỗ đảng con lừa nó sẽ không có nhốt. Dù cho tuyên án 30 năm rồi cũng lại vài năm nó lại cho ra để nó đi bỏ phiếu. Nó cần phiếu bầu. Thế thì cái tên Daryl Brook này, quý vị sẽ hỏi riêng này: giáo sư, tại sao tự nhiên nó đi diễn hành Noel mà cái thằng này nó ra xe đâm vào? Lý do là vì quý vị nhớ không? Vụ cậu bé Kyle Rittenhouse, cậu bé 18 tuổi, cũng ở Wisconsin, ở thành phố Kenosha. Cái bọn gọi là Black Lives Matter nó đi cướp bóc. Cho nên là những người da trắng hay người da vàng hay là người da đen, đàng hoàng người ta vẫn phải phòng vệ. Thì cậu bé này nó cũng phải tự vệ hôm 20 tháng 8 năm 2020 vừa rồi. Cậu ấy đã bị một số bọn Black Lives Matter tấn công và đuổi và định giết. Có video đàng hoàng. Thì trong cái lúc mà cậu ta bị mấy tên Black Lives Matter nó nhảy tới, trong nó da trắng có, da đen có, thì hai tên da trắng cầm dao định đâm, cậu ấy bắn chết hai thằng. Thằng thứ ba bị thương, đưa vào nhà thương. Hình ảnh cho rõ ràng cậu ta là tự vệ, nó gọi là self defense.
Nếu mà cậu ta không có tự vệ, không có súng, giờ đó cậu ta chết rồi. Vì cái thằng thứ ba nó bắn, mà nó bắn hụt. Thế mà cái bọn da đen có, da trắng có, rồi cái bọn báo chí thổ tả có, nó nói sao? Nó bảo là cậu Kyle Rittenhouse này là một tên KKK, tức là cái bọn da trắng mà đầu trọc mà chuyên môn đi giết người. Và nó còn nói rằng cậu ta đã lái xe từ tiểu bang Illinois để về đến Kenosha để mà giết người da đen. Mà quý vị biết là hai người chết đó không phải da đen, da trắng. Nhưng mà nó là trong tổ chức của da đen, Black Lives Matter, nó đi cướp của, nó đi giết người. Ngay cả cái tên cán bộ tòa Bạch Cung này, năm ngoái cái lúc nó ra tranh cử, nó vẫn gọi cậu bé này là một tên giết người da trắng. Thế thì Hoa Kỳ là một quốc gia thượng tôn pháp luật, thì cái người ta xử án và cái gọi là bồi thẩm đoàn jury board gồm có 7 người đàn bà và 4 người đàn ông. Họ đã thấy rằng đây là một cái chuyện tự vệ, video chiếu còn nó không thể nào kết tội cậu này là giết người, tuyên bố cậu này trắng án. Thế là bắt đầu bọn da đen nó đi hôi của, đi cướp của vùng Oakland của Cali, vùng Los Angeles của Cali, vùng New York và những nơi khác, Minneapolis. Da đen nó hôi của vô cùng. Cho nên quý vị nhớ rằng là tại sao da trắng nó khinh người da đen, là vì chỉ có ăn thì đi cướp của, và nó coi thường người mẹ, đi hùa theo để đi cướp của, đi hôi của. Cho nên chúng ta phải công nhận rằng nước Mỹ này, giai đoạn này là một cái giai đoạn rất xấu cho cái đời sống xã hội của Hoa Kỳ. Quý vị nên giữ gìn cho mình, cho gia đình, cho người thân, cho bạn bè. Bằng cách gì? Cố gắng đừng ra ngoài nữa, đừng có đi nhậu nhẹt nữa, đừng có đi cà phê cà pháo nữa, ở nhà. Hôm qua có bản tin một số học sinh người Á Châu bị tụi da đen đánh. Rồi có một cô bé người Việt Nam đi lên tàu điện ngầm ở Lốt, thấy cảnh mấy người da đen nó bắt nạt một người da vàng, cô lên tiếng nó đánh cô luôn. Người ta tính ra trong suốt một năm vừa rồi, từ hồi tháng Giêng đến giờ thôi, vào khoảng độ 10.000 vụ da đen nó đi cướp của, nó đi giết người. Bởi vì tất cả những cái tên da đen và tội phạm đều được tòa án thả ra hết. Ở đây thằng Gavin Newsom thống đốc nó thả không phải một hai người đâu, 40.000 người đã được thả ra. Rồi nó lại bảo nhau điên cướp vì nó biết rằng bây giờ có bị nhốt rồi cũng lại về. Cho nên đó là cái đau khổ của xã hội Mỹ bây giờ. Nhưng mà ngược lại thì các cái tiểu bang của Cộng Hòa lại quá đẹp. Đấy, tiểu bang Texas có cái màn đó đâu. Tiểu bang Florida có cái màn đó đâu. Tiểu bang South Dakota nó có cái màn đó đâu. Tất cả những cái tiểu bang mà thống đốc là Cộng Hòa không có cái màn đi cướp giật, no. Họ vẫn truy tố và họ nhốt, không có thả. Cho nên tôi nói với những cái người mà bênh cái bọn cướp này, bênh cái bọn con lừa này, bênh cái bọn cán ngố này, lên tiếng đi. Tôi không chê mấy người này là dốt, tôi không chê mấy người này là không hiểu biết, tôi chỉ nói rằng lên tiếng đi. Bây giờ đời sống lắt đỏ khổ sở, lên tiếng đi. Xăng mỗi chiếc 2-3 đồng ga lông, bây giờ 5 đồng ga lông, 6 đồng ga lông, lên tiếng đi. Đi chợ một chai nước mắm hồi trước có 2-3 đồng, bây giờ 7 đồng, 8 đồng, lên tiếng đi. Kêu là có học, kinh tế gia này, kinh tế gia nọ mà, truyền hình này, truyền hình kia, ăn nói chọi chẹ mà cũng lên truyền hình, không giống ai cả. Mà bây giờ chửi Donald Trump, chửi Cộng Hòa, thế thì bây giờ lên tiếng đi. Lên tiếng về cái vấn đề giá, vật giá đắt đỏ, lên tiếng về vấn đề giá xăng quá cao. Quý vị biết bây giờ tòa Bạch Cung nó làm sao không?
Sáng nay buổi họp về vấn đề tòa Bạch Cung, nó đưa ra cái yêu cầu là những cái công ty mà sản xuất, quốc gia sản xuất dầu lửa vui lòng hạ giá xuống. Có phải là một trò hề không? Chính nó là một người đã cấm sản xuất dầu hỏa mà bây giờ nó lại xin người ta sản xuất nhiều hơn để cho cái giá nó xuống. Thì dĩ nhiên là cái chuyện đó là một trò hề không bao giờ xảy ra. Thế rồi cái bọn cán ngỗ nằm vùng đây nó phê bình, nó bảo ồ, thật ra cái giá đất đỏ là từ lâu rồi. Xin lỗi, theo như thống kê của Bộ Thương mại, bây giờ là cái thời gian lạm phát cao nhất trong 30 năm qua, 6.9%. Và người ta nói rằng năm nay quý vị ăn Noel và ăn lễ tạ ơn, quý vị phải tốn 15% nhiều hơn năm ngoái. Thí dụ năm ngoái dùng 100 thì năm nay phải là 115 đồng. Năm ngoái chúng ta dùng 1.000 thì năm nay phải là 1.150. Đấy là Bộ Thương mại đưa ra. Thế thì những cái tên gọi là bênh vực cán ngỗ lên tiếng đi, hay là lại câm như miệng hến. Đó là một cái đau khổ cho những người làm truyền thông mà không có lương tâm. Kính thưa quý vị, lại một lần nữa chúng tôi xin tạm dừng vài phút để gửi đến quý vị những cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Nhất là bác sĩ Trọng Võ, quá nhiều người điện thoại cho Dương Đại Hải xin chuyển lời cảm ơn đến bác sĩ trong suốt 34 năm qua. Xin cảm ơn quý vị.